Hello, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel Vlog và tin tức tổng hợp. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu lại cái chiếc máy ảnh làm Vlog giá rẻ của hãng Nikon. Thì đây là chiếc máy Nikon Coolpix S6600, chiếc máy rẻ nhất của hãng Nikon. Thì chiếc máy này là một chiếc máy ảnh compact, là thuộc dạng một chiếc máy ảnh du lịch nhỏ gọn, các bạn có thể mang đi đây đi đó để chúng ta bắt lại những cái khoảnh khắc mà chúng ta bắt gặp trên đường đi. Thì chiếc máy ảnh này nó có một cái zoom zoom quang học 12x này, và độ phân giải ảnh là 16 megapixel. Thì với chiếc máy ảnh giá rẻ này, các bạn có thể chụp lại những cái ảnh và những cái cuộc vui chơi giải trí dã ngoại nào đó mà các bạn đi. Thì với chiếc máy ảnh này thì nó chụp đẹp, chụp cho ra những cái bức ảnh đẹp hơn rất là nhiều so với những chiếc điện thoại đắt tiền. Về cái tính năng quay phim của nó là Full HD 1080p, nhưng mà chỉ được có 25 khung hình trên giây thôi. Thì khi các bạn quay phim bằng cái chiếc máy ảnh này và các bạn render lại với cái định dạng cũng giống như cái chất lượng quay này, thì nó sẽ cho ra một cái định dạng quay phim tương đối ổn, ok. Thì đây là chiếc máy ảnh có gương lật 360 độ. Thì với thời điểm hiện tại thì công việc mà làm YouTube về vlog hay là du lịch gì đó, thì với chiếc điện thoại mà các bạn đang sở hữu, những chiếc điện thoại ngon ngon, thì quay thì nó ổn. Nhưng với những bạn xài những chiếc điện thoại mà tầm trung thì chất lượng video nó cũng khá là kém. Giống như chiếc điện thoại mình đang quay nè, mình đang quay bằng chiếc điện thoại của mình Oppo, thì nó cho ra những cái hình ảnh nó không thật sự sắc nét. Nhưng mà các bạn cũng đừng quá quan tâm đến vấn đề này, vì những video hoặc là những cái hình ảnh mà các bạn quay lại được, nó sẽ có thêm một phần, đó là phần mềm hỗ trợ để các bạn edit lại. Thì với chiếc máy ảnh này cũng vậy, một chiếc máy ảnh nhỏ gọn, có thể cầm đi bất cứ nơi đâu, nhỏ gọn trong bàn tay. Và cái mức độ zoom của nó lên đến 12 lần. Thì với chiếc máy ảnh này thì tí nữa mình sẽ chụp một vài shot ảnh lại cho các bạn xem. Thì đây là gương lật 360 độ nha, các bạn có thể vẽ quay lên phía trước và các bạn cầm để các bạn selfie đó. Thì đây là cái ly mì, mình sẽ test thử cho các bạn xem cái ly mì này. Thì với cái điện thoại của mình nó khá là kém, cho nên là các bạn sẽ nhìn không được rõ lắm. Và nó đang cân bằng sáng, rất là khó chịu, cho nên mình sẽ để nó xa ra một tí. Thì với chiếc máy ảnh này, mình cam đoan với các bạn, chụp ảnh rất là đẹp. Và khi các bạn xem lại ảnh trên điện thoại, các bạn zoom ra hết cỡ thì nó sẽ không có hiện tượng bị vỡ nét hoặc là bị nhòe hình. Chiếc máy ảnh này thì mặc dù là một cái máy ảnh compact, nhưng mà nó có rất là nhiều chức năng, như là chụp ảnh chân dung, nó cũng có thể chỉnh sửa bằng cái cách là thêm cái phần background, cái phần hiệu ứng màu sắc ấy, nó sẽ có tích hợp sẵn lên trên cái máy này luôn, cho nên các bạn có thể chỉnh sửa trên nó, trên chiếc máy này. Thì
Ngoài cái chức năng chụp ảnh quay phim ra thì nó còn có thêm một cái chức năng là chuyển động theo cử chỉ. Có nghĩa là chúng ta sẽ dùng cái bàn tay của mình, chúng ta sẽ làm theo cái cử chỉ của nó. Thì với chiếc máy ảnh này, máy ảnh du lịch này, thì các bạn sẽ làm được rất nhiều điều với nó. Thì lát nữa mình sẽ để lại một vài hình ảnh và một vài ảnh gốc và một vài ảnh đã qua cái chỉnh sửa màu sắc. Thì cái mức độ điểm ảnh á, của cái chiếc máy ảnh hoặc là cái điện thoại của các bạn nó có cái điểm ảnh cao á, thì khi các bạn chụp ảnh lại rồi các bạn qua Photoshop hoặc là những cái phần mềm chỉnh sửa video á, nó cũng sẽ cho các bạn chỉnh sửa. Thì khi các bạn tăng những cái mức độ lên thì cái ảnh nó sẽ khác đi, nó sẽ đẹp hơn. Thì tí nữa mình sẽ để video gốc, hình gốc và hình với video qua chỉnh sửa. Nói chỉnh sửa thì nghe nó ghê lắm, mình chỉ thêm màu sắc và chỉnh tăng cái độ sáng nó lên bằng cái phần mềm chỉnh sửa video trên máy vi tính thôi. Thì các bạn xem thì các bạn có thể quyết định là nên mua chiếc máy ảnh này hay không. Thì theo mình thì mình xài nó, mình mua nó từ cuối năm 2019 là tầm tháng 12. Thì xài đến nay cũng được vài tháng là mình cảm nhận là mình thấy nó rất là tốt. Chụp hình cũng khá là đẹp nếu mà các bạn biết cách chụp, và hoặc là các bạn biết cách chỉnh sửa lại cái bức ảnh hoặc là cái đoạn video đó. Thời gian sau này á, thì mình sẽ làm video hướng dẫn các bạn cách chế cái khung để gắn cái máy ảnh compact này lên một cái gimbal mà chỉ để dành cho điện thoại thôi. Thì những cái gimbal mà chuyên dành cho điện thoại thì không thể gắn máy ảnh lên được, cho nên mình sẽ làm video chế cái khung để gắn cái máy ảnh này lên cái gimbal đó, là giúp các bạn sẽ quay phim được nó ổn định hơn, nó không bị rung lắc. Thì chiếc máy ảnh này nó là chiếc máy giá rẻ của Nikon, cho nên là khi các bạn quay phim nó sẽ không có cái chế độ chống rung, nhưng mà chụp ảnh thì nó có chống rung nha các bạn. Chụp ảnh thì nó có chống rung, cho nên các bạn chụp là các bạn rung tay các bạn chụp vẫn là bình thường, vẫn là thoải mái, ok. Thì video của mình đến đây là kết thúc rồi. Hẹn gặp lại các bạn trong những video sau. Bye bye và hẹn gặp lại các bạn.